Mới đây thì những người leo núi Chile cho biết họ vừa tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi tại dãy Andes 54 năm trước, làm 24 người chết, bao gồm 8 thành viên của một đội bóng chuyên nghiệp. Những nhà leo núi cho biết đã thấy một phần thân máy bay còn nguyên vẹn mà không cần đào bới, cạnh đó còn có những mảnh vụn và xương rải rác. Vị trí của đống đổ nát không phải là địa điểm mà giới truyền thông đã đồn đoán lâu nay. Chúng tôi tình cờ phát hiện mảnh vỡ ở độ cao khoảng 3.200 mét, chừng 346 km về phía nam thủ đô Santiago. Hiện chúng tôi vẫn giữ bí mật về địa điểm chính xác để ngăn chặn cướp bóc. Chiếc Dolores DC-3 biến mất vào ngày 3 tháng 4 năm 1961, mang theo những thành viên đội bóng Green Cross của Chile. Vụ việc trở thành một bí ẩn lớn chưa có lời giải của quốc gia Nam Mỹ và làm chấn động cả thế giới thể thao vào thời điểm đó. Đó là một thời khắc rất đặc biệt. Mọi người có thể cảm nhận được năng lượng cũng như sự đau đớn toát ra từ nơi đó. Đội bóng đã chơi một trận ở Osorno, Copa de Chile và sau đó trở về Santiago. Cả đội cùng nhân viên chia ra hai chuyến bay. Một chuyến đã hạ cánh an toàn, chiếc còn lại mất tích. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm nhiều tuần liền nhưng không có kết quả. Tang lễ tượng trưng dành cho các cầu thủ mất tích trên chiếc máy bay thu hút rất đông người tại Chile.